Hello anh em. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu xe phải gọi là đời cực kỳ cao luôn. Có thể anh em chưa đoán được đúng không? Đây, ngay trên tay mình đây là chìa khóa của chiếc Audi A7 sản xuất 2021 Sportback 55 TFSI Quattro. Và anh em cùng mình tìm hiểu xem mẫu xe này có gì đáng chú ý nhá. Phải nói là như một chiếc xe mới, anh em thể thấy mặt cản trước rất chiền đúng không? Logo Audi này, biểu tượng Quattro. Kế bên cạnh chúng ta gặp đèn Matrix Full LED luôn, chạy dài. Nói về đèn Audi thì khỏi phải nói rồi, rất đẳng cấp. Dưới đèn áp lực cao này, hốc gió lớn này, rất nhiều cảm biến va chạm. Ngay cạnh bên đây là bộ mâm 5 chấu sơn đen hết rồi, đúng rồi. Và đây, cái này nữa, tô điểm cho một chiếc xe cực kỳ khỏe khoắn luôn, sơn đỏ nhá. Và chắc chắn rồi, gương chỉnh điện tích hợp LED báo rẽ chạy dài này, và không thể thiếu được đó là cam 360. Bước vào khoảng sân nhá. Đây, ui ôi, vừa mở cửa thôi em thấy ngay quả kính không viền Spotlight cực kỳ đẹp. Bước vào khoang nội thất, vừa vào thôi một bầu trời công nghệ trong này. Khóa xe sẽ để đây, đóng lại đó, mình sẽ đổ máy luôn cho anh em xem. Rất nhiều các loại công nghệ ở trên này đó, vô lăng này, bọc da 4 chấu, màn hình thì full LED rồi. Hầu như nhá, tất cả các chế độ điều chỉnh bằng vật lý ngày xưa đã thay thế bằng gần như hoàn toàn hết là cảm ứng bằng 3D Touch rồi trên màn hình rồi. Hai màn hình luôn, điều hòa 4 vùng này. Đó, gương không viền, cần gạt số đặc trưng của nhà Audi. Đây, cực kỳ hâm hồ, cực kỳ lớn. Em tay to đến mấy tay to như mình nhá, này nắm một phát là vừa khít luôn. Đến đây, tị tay nhá. Nếu mà để là thoải mái đi thì mình chưa thoải mái lắm thì cho lên. Đây, thoải mái luôn. Mặt táp lô bọc phun ra, điều hòa 4 vùng. Ngay dưới điều hòa thôi là anh em có thể thấy biểu tượng Quattro chạy dài đây. Thiết kế kiểu gì vẫn thề nó rất sang luôn, mình cực kỳ kết cái biểu tượng này. Đây, cho anh em xem cam 360 nét biên độ nào nhá. Hoàn toàn như mô phỏng lại luôn, y hệt những gì bên ngoài. Anh em có thể thấy là nhiều ghế hai vị trí, trang bị màu kim loại cực kỳ đẹp. Đây, màu kim loại tiếp theo luôn, màu kim loại tiếp này. Và đây là vị trí chỉnh đèn nhé, hoàn toàn là cảm ứng. Còn đó là một số trải nghiệm kỳ thú vị trên hàng ghế lái. Bây giờ mời anh em đến hàng ghế sau với mình nhé. Đến với khoang ghế sau, anh em có thể thấy là vị trí ngồi cực kỳ rộng rãi thoải mái. Mặc dù đây là một chiếc xe thể thao nhá, sport như thế mà ghế ngồi này chẳng có gì thiết sang cả. Bệ tì tay thiết kế tối giản. Đây, hai vị trí để cốc, cốc để đồ trông mỏng vậy thôi mà vô biên đồ mình để không này. Đó, điều hòa hai vùng cho chúng ta một không gian của nó là cực kỳ mát luôn. Điều chỉnh cảm ứng có màn hiển thị này, hai vùng nhá. Loa thì trang bị Bang & Olufsen thì phải nói là cực kỳ không biết từ nào diễn tả nữa. Mình rất thích cái hãng loa này, khi mà collab cùng với cả một không gian nội thất sang trọng như thế này, nước da nâu như mới này. Đó, đến phần đuôi xe anh em thể thấy cặp đèn full LED chạy dài này, chạy dài qua cả cốp nhá. Cốp thì là kính liền cốp luôn. Đây sẽ là cánh gió cho anh em. Đó, thò thụt, mình sẽ mở cốp cho anh em này. Cốp điện mà khoang cốp cực kỳ lớn, phải gọi là cốp vô địch luôn anh em ạ. Anh em sẽ hỏi là mình là bô ở đâu, thế là mình cũng không biết đâu, nó đã giấu ở dưới gầm xe rồi. Và cuối cùng được quan tâm nhất đó là mức giá của em nó. Xe thì là sản xuất 2021 mà lăn bánh cực ít, mới chỉ 2,2 vạn mà thôi. Em quan tâm có thể qua ngay địa chỉ Auto Gia Huy, số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội để xem xe, trải nghiệm xe trực tiếp chiếc Audi A7 Sportback TFSI bản 55 Quattro. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.